Chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với những con giáp mà cực kỳ may mắn, có thể ví là đi một bước có tiền, đi hai bước thấy kim cương, những con giáp được Ngọc Hoàng thương mến nhất. Và trong cái thời gian tới này thì những con giáp này may mắn phát tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, tiền bạc đầy ví. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua cái nội dung của video ngày hôm nay để chúng ta thấy được rằng đó là những con giáp nào và vì sao những con giáp này lại may mắn đến như vậy, và liệu rằng chúng ta có nằm trong ba con giáp này hay không. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Con giáp thứ nhất đấy là con thì người tuổi Mão vốn thông minh lương thiện nên là đi đâu cũng được nhiều người giúp đỡ. Phần lớn thì những người tuổi Mão sẽ có được cái cuộc sống dù không quá giàu có nhưng họ vẫn chắn lòng san sẻ với những cái lo toan khốn khó với những người không may mắn. Và tử vi chỉ rõ là trong khoảng 40 ngày tới thì những người tuổi Mão họ sẽ gặp nhiều may mắn đến mức sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng nhờ thế mà cải thiện đáng kể. Trong cái thời gian này tuổi Mão sẽ là cái con giáp gặp chuyện dữ, hóa lành, biến nguy thành an, hỷ sự lâm môn. Và thứ hai đấy là con giáp tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ rất thông minh, sắc sảo và cực bản lĩnh nên người tuổi Tỵ có tham vọng đổi đời, tự làm đại gia. Trong cái thời gian này thì người tuổi Tỵ sẽ có sao tinh tú chiếu mệnh và làm gì cũng dễ dàng thành công. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái biến chuyển trong 40 ngày tới và giúp họ làm đâu thắng đó, cuộc sống cực kỳ tốt đẹp. Và trong cái thời gian này thì họ sẽ có cái cơ hội kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có cái cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là tỷ phú, chính là cái vận may Tỵ xứng đáng nhận được. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Mùi. Trong cuộc sống thì người tuổi Mùi luôn là người sống có trách nhiệm, bản lĩnh và trọng chữ tín, nên là một khi đã làm việc thì Mùi sẽ dồn hết sức để có thể đạt được nhiều thành công. Và tử vi cho biết là trong 40 ngày tới thì tuổi Mùi có đường công danh tốt, dễ dàng thăng quan tiến chức. Và người tuổi Mùi trong cái thời gian tới sẽ biến xui thành may, cuộc sống sẽ thịnh vượng, tài khoản nảy số ầm ầm, ai cũng phải ghen tị hởn đỏ cả mắt. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là ba con giáp trong cái thời gian tới có thể là gặp rất nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy ví trong cái khoảng thời gian là 40 ngày tới đây. Và cũng rất mong rằng những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều những cái thành quả tốt đẹp như mong muốn. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống.